Xin chào các bạn đến với kênh Xương Rồng Channel. Các bạn nhớ click đăng ký và nhớ bấm chuông để theo dõi những clip mới nhất của kênh về diễn viên Hoa ngữ Hồng Kông và các phim TVB mới nhất nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tiểu sử của Quách Tĩnh, Hiền Lành Trương Chí Lâm và cuộc tình vạn dặm của anh với Viên Vịnh Nghi nhé. Trương Chí Lâm có tên tiếng Anh là Julian Chân, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1971 tại Northland, Hồng Kông thuộc Anh. Trương Chí Lâm sinh ra tại Hồng Kông. Anh học tiểu học và trung học tại các trường nam sinh tại Hồng Kông. Anh sinh ra trong gia đình nghèo có ba, mẹ, một chị gái và một người em gái cùng mẹ khác cha. Thuở nhỏ cả gia đình tứ đại đồng đường anh phải sống trong căn nhà chỉ có 20 m², cuộc sống vô cùng khó khăn. Gia đình anh có truyền thống về nghệ thuật, mẹ từng đoạt giải trong cuộc thi sắc đẹp, chú là một diễn viên hài nổi tiếng, còn chị họ là ngôi sao ca nhạc. Năm 13 tuổi, cha mẹ anh ly dị, anh và cha đã di dân đến Australia năm anh 15 tuổi. Anh học tại trường Penleigh Hill High School. Năm 1986, cha mẹ anh tái hôn nhưng sau đó lại ly dị lần hai. Lúc nhỏ, nhận thấy con trai có năng khiếu về diễn xuất và ca hát, nên cha anh đã đăng ký cho anh học tại một trường học diễn xuất. Năm lên 8 tuổi, nhờ gương mặt bụ bẩm, dễ thương, Trương Chí Lâm đã được mời đóng nhiều mẫu quảng cáo cho nhiều sản phẩm, về trà xanh, phô mai. Đến năm 1990, khi anh 19 tuổi, trở về Hồng Kông trong dịp hè, người chị họ của anh đã giới thiệu anh với Tony, sau đó trở thành người quản lý của anh. Tony đã ấn với giọng hát của anh, ngay lập tức giúp anh ký hợp đồng với hãng EFE và bắt đầu đào tạo anh. Sau đó trưởng thu âm single đầu tay song ca với Hứa Thu Ri. Single đầu tay được công ty Pito phát hành vào năm 1991 đã đạt được thành công lớn. Single này đã lọt vào top những album bán chạy nhất trên bảng xếp hạng những album bán chạy nhất của EFE và cho đến nay nó vẫn là kỷ lục dành cho nghệ sĩ mới. Trương ký hợp đồng làm diễn viên với TVB và tham gia đóng vai đầu tiên trong bộ phim Xâm Thiên Tiểu Tử vào năm 1992. Một năm sau đó, anh đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên Biên Thành Lãng Tử với Viên Vịnh Nghi, Trần Ngọc Liên, Địch Long. Trương bắt đầu nổi tiếng khi đóng vai Quách Tĩnh trong phim Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản làm lại năm 1994. Bộ phim này đã giúp anh trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất vào thời điểm đó. 1995, Trương Chí Lâm tham gia phim Thiên Tử Đồ Long vai vua Khang Hy với Lâm Ra Hoa, Lương Tiểu Băng, Quách Chính Hồng. Năm 1996, anh tham gia đóng chính trong phim kinh điển nổi tiếng của TVB Thiên Địa Nam Nhi, vai là Tử Kiện của anh đã được khán giả khen ngợi và tán dương nhờ diễn xuất ấn tượng của anh. Vai diễn này cũng giúp anh trở thành một cái tên của mọi nhà và giúp sự nghiệp của anh được thăng tiến trong nền công nghiệp giải trí của Hồng Kông. Sau thành công của Thiên Địa Nam Nhi vào năm 1997, anh rời TVB và chuyển hướng sang điện ảnh với các phim như Perfect Match và Comic King. Năm 2000, anh quay trở lại TVB với vai diễn ấn tượng Văn Sơ trong phim Đường Về Hạnh Phúc. Bộ phim đã đạt được rating cao nhất của Hồng Kông từ trước đến nay với 46 điểm cùng với diễn xuất ăn ý với Hòa Đáng nổi tiếng của TVB Sa Thi Mạng. Vai trò diễn viên của anh càng ngày càng được nâng cao và khẳng định không chỉ tại Hồng Kông và các nước khác trong khu vực châu Á như Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan và Trung Quốc. Nhờ vai diễn Văn Sơ, anh nhận được 3 giải quan trọng trong lễ trao giải thưởng thường niên của TVB, nhân vật truyền hình được yêu thích, giải cặp đôi được yêu thích với Sa Thi Mạng và nhạc phim được yêu thích nhất. Năm 2001, Trương Chí Lâm tham gia phim Như Lai Thần Trưởng vai Đoàn Phi với Chu Ân, Lý Lập Quân, Lý Minh Thuận, Quách Phi Lệ, Tôn Hưng. Năm 2002, Trương Chí Lâm tham gia phim Chuyên Gia Đàm Phán với Âu Dương Chấn Hoa, Quách Khả Doanh, Trần Hạo, Trương Chí Lâm, Văn Tụng Nhàn. Anh trong vai Dương Quang Anh được đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất. Diễn xuất ấn tượng của anh trong lần tái hợp với Sa Thi Mạng trong phim Thiếu Gia Vùng Tây Quang vào năm 2004 giúp họ chiến thắng cặp đôi màn ảnh tại giải thưởng Astral Award 2005 tại Malaysia. Trương cũng đạt được thành công tại thị trường đại lục với các phim như Nghịch Thủy Hàng Kiếm năm 2004, Thích Thiếu Thương vai diễn lột xác của Trương Chí Lâm. Mất đúng 10 năm trời, nam diễn viên Hồng Kông Trương Chí Lâm mới thoát khỏi hình ảnh tràn Quách Tĩnh Hiền Lành trong Anh Hùng Xạ Điêu. Chí Lâm tâm sự, vai Thích Thiếu Thương rất nặng, không chỉ là những cảnh đấu kiếm mà còn vì tâm trạng của nhân vật. Bạn phản, huynh đệ bị sát hại, người yêu hy sinh vì mình, Thiếu Thương trở nên u uất. Gần một năm sau vai diễn, Tôi Mới Thôi bị nhân vật ám ảnh. Một dạo Tôi Để Dâu cũng vì mang tâm lý vai diễn. Năm 2007, Trương Chí Lâm tham gia Lục Tiểu Phụng truyền kỳ vai Lục Tiểu Phụng với Hạ Nhuận Đông, Nghiêm Khoan, Trương Đạt Minh, Trương Chí Nghiêu. Năm 2011, anh tham gia phim Ván Bài Gia Nghiệp trong vai Người Chí Danh với Hồ Hạnh Nhi, Tạ Thiên Hoa, Dương Ri. Năm 2012, anh quay lại TVB với phim Bom Tấn của TVB Bao La Vùng Trời 2.
vai diễn Captain Công Cố Hạ Dương đã đạt thành công ngoạn mục, giúp tên tuổi của anh được hâm nóng trở lại, trở thành một trong những sao nam hát nhất hiện nay. Năm 2017, anh tham gia phim Giao Lộ Âm Dương, sự góp mặt của Tràng Quách Tĩnh Trương Thiết Lâm với vai trò của một tên sát nhân bí ẩn lạnh lùng có mối liên kết với vai diễn của Thái Trác Nghiên. Anh tham gia phim với Cổ Thiên Lạc, Sa Thi Mạng, Trương Trí Lâm, La Lan, Thái Trác Nghiên, Uyển Quỳnh Đan. Lễ concert đầu tiên của anh tại Hong Kong Coliseum đã được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2011 với tên gọi là AM Analyze. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2014, anh đã tổ chức buổi hòa nhạc thứ hai tại Hong Kong Coliseum với sân khấu được thiết kế bốn mặt với tên gọi Crazy Hours. Trưởng Trí Lâm vai Quách Tĩnh. Sở hữu gương mặt sáng, hiền lành như thư sinh, Trưởng Trí Lâm ngay từ tập đầu tiên lên sóng đã chiếm trọn trái tim khán giả nữ. Lối diễn thuyết phục của anh đã thể hiện thành công nhân vật Quách Tĩnh khí khái, có nội tâm trong sáng, thiện lương. Đây được nhận xét là vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên TVB. Trương Chí Lâm lần đầu hợp tác với Sa Thi Mạng trong một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại của đài TVB là Đường Về Hạnh Phúc 2000. Trong phim, Trương Chí Lâm thủ vai Văn Sơ, một cậu bé mồ côi. Tuy số phận không may khiến anh bị câm không nói chuyện được, nhưng anh lại sống rất hạnh phúc cùng dì Kiều và đứa con gái của dì là Quân Hảo, do Sa Thi Mạng thủ diễn, dùng tâm lòng chân thành của mình để đối đãi với mọi người. Mặc dù rất yêu Quân Hảo, nhưng cuối cùng anh cũng không đủ dũng cảm để nói lời yêu với cô, mà anh chỉ biết đứng sau lưng che chở, bảo bọc và âm thầm quan tâm lo lắng cho cô. Mối tình khắc cốt ghi tâm của họ từng khiến biết bao thế hệ khán giả phải rơi nước mắt. 15 năm sau, Đường Về Hạnh Phúc phiên bản điện ảnh được bấm máy, mối tình đẫm nước mắt giữa Văn Sơ và Quân Hảo lại tiếp tục gặp khó khăn sau cái chết của người chồng của Quân Hảo là Lệ Tín, cũng như sự xuất hiện của một cô gái yêu Văn Sơ hết lòng do Trần Kiều ẩn đóng. Năm 2017, anh tham gia phim Giao Lộ Âm Dương, sự góp mặt của Tràng Quách Tĩnh Trương Thiết Lâm với vai trò của một tên sát nhân bí ẩn lạnh lùng có mối liên kết với vai diễn của Thái Trác Nghiên. Giao Lộ Âm Dương kể về chuỗi tai nạn liên hoàn xảy ra tại giao lộ, và quẹt xe rơi xảy xỉn, nhảy lầu tự tử vì bị phụ tình, và cuối cùng là vụ tông xe tải kinh hoàng. Các nạn nhân tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng sau đó đều liên tiếp gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Điều gì đã xảy ra? Liệu họ có thể thoát khỏi vòng xoáy ma quái được khởi nguồn từ giao lộ đêm ấy? Mỗi người đều có nghe định mệnh, và giao lộ nào cũng có những linh hồn. Đạo diễn của Giao Lộ Âm Dương chính là Khâu Lễ Đào, người đã có vốn liếng khoảng 70 bộ phim lớn nhỏ. Nhiều tác phẩm của ông đã trở thành kinh điển và Always Be With You Giao Lộ Âm Dương hứa hẹn sẽ viết tiếp danh sách thành tích đáng nể của vị đạo diễn lão làng này. Giao Lộ Âm Dương quy tụ dàn diễn viên được xếp vào hàng đình đám của điện ảnh Hồng Kông. Cái tên nào cũng có thể đảm bảo cho chất lượng của tác phẩm của Thiên Lạc, Sa Thi Mạng, Trương Trí Lâm, La Lan, Thái Trác Nghiên, Uyển Quỳnh Đan. Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm bén duyên từ lần hợp tác đóng chung phim điện ảnh Biên Thành Lãng Tử. Khi đó, Viên Vịnh Nghi đang là một nữ diễn viên nổi tiếng nhiều người theo đuổi, còn Trương Trí Lâm chưa có danh tiếng và đang vất vả gây dựng sự nghiệp. Song, sự chân thành, giản đơn, không hoa mỹ của Trương Trí Lâm đã khiến cô bạn nổi tiếng rung động. Cô chủ động mời Trí Lâm đi chơi và hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Năm 1993, họ chính thức trở thành một cặp vợ gắn bó tới tận bây giờ. Thế nhưng mối tình của họ ngay từ những ngày đầu không nhận được sự ủng hộ công chúng. Fan của Viên Vịnh Nghi cho rằng, thân thế của Trương Chí Lâm kém cỏi, không xứng với một ngôi sao nổi tiếng như cô. Song, Viên Vịnh Nghi vẫn một lòng một dạ ủng hộ Trương Chí Lâm, ở bên anh từ những ngày đầu anh gây dựng sự nghiệp, cho tới bây giờ khi đã là một ngôi sao hạng A tài năng và danh tiếng. Yêu nhau nhiều năm nhưng Trương Chí Lâm không dám cầu hôn Vịnh Nghi vì thấy mình còn thua kém, chưa có sự nghiệp ổn định và là chỗ dựa cho cô. Những tâm tư của Chí Lâm được Vịnh Nghi thấu hiểu và cô vẫn âm thầm ủng hộ và chờ đợi người đàn ông của mình chạm tới thành công. Năm 2001, Trương Chí Lâm và Viên Vịnh Nghi bí mật đăng ký kết hôn, rồi tổ chức một bữa tiệc nhỏ với sự góp mặt của hai bên gia đình. Luôn áy náy với vợ vì không thể tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho cô. Năm 2016, vào đúng dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới, Trương Chí Lâm và Viên Vịnh Nghi đã có một bộ ảnh cưới ngọt ngào để đời. Giờ đây, Viên Vịnh Nghi không còn hoạt động trong làng giải trí nhưng Chí Lâm vẫn tham gia đóng phim, góp mặt tại các sự kiện và ngày càng thành công. Xung quanh anh luôn có những bóng hồng xinh đẹp nhưng với Trương Chí Lâm, không một người phụ nữ nào có thể thay thế được Viên Vịnh Nghi. Trong một bài phỏng vấn hồi đầu năm 2019, Chí Lâm thổ lộ, anh là người đàn ông may mắn nhất trên đời khi được gặp và yêu Vịnh Nghi. Điều khiến tôi đau lòng nhất chính là nghĩ tới chuyện Vịnh Nghi sẽ rời bỏ tôi một ngày nào đó. Tôi lúc nào cũng chỉ muốn sống bên người phụ nữ tôi yêu, thấu hiểu và chịu đựng con người thật của cô ấy, anh nói.
Còn Viên Vĩnh Nghi thừa nhận, sau nhiều năm bên nhau, tình cảm cô dành cho chồng chưa bao giờ thay đổi và rất sâu đậm. Dù là đêm hay ngày, là ấm áp hay căng thẳng vì cãi cọ, là thất bại hay may mắn, là sinh hay tử, tình yêu của tôi dành cho anh ấy không bao giờ thay đổi, nữ diễn viên nổi tiếng nói. Cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí của Hồng Kông có với nhau một cậu con trai. Vì sức khỏe yếu, Vĩnh Nghi không thể sinh thêm con nhưng chưa bao giờ chồng cô gây sức ép với vợ. Cặp đôi cùng thống nhất tập trung dạy bảo cậu con trai duy nhất. Rất nhiều lần giới săn tin bắt gặp Trương Chí Lâm dịu dàng nắm tay vợ dạo phố. Đây là thói quen của nam diễn viên nổi tiếng từ thời hai người họ hẹn và đến nay, anh chưa bao giờ muốn thay đổi. Mặc dù được ca ngợi hết lời vì chuyện tình đẹp và bền vững, nhưng chính Trương Chí Lâm và Viên Vĩnh Nghi cũng thừa nhận cuộc hôn nhân của họ không trải đầy hoa hồng, như mọi người vẫn nghĩ. Như những đôi vợ chồng khác, họ vẫn nhiều lúc khắc khẩu, dù cả hai đã thay đổi bản thân rất nhiều để dung hòa với đối phương. Khi con trai đầu lòng chào đời vào năm 2006, Viên Vĩnh Nghi đã bị trầm cảm nặng. Cô luôn sợ hãi, lo lắng và cãi vã với chồng. Không trách cứ vợ, Trương Chí Lâm cảm thông và luôn bày sự biết ơn với vợ. Khi con trai trưởng thành hơn, Viên Vĩnh Nghi cũng tự giải thoát mình khỏi những áp lực. Không chỉ vậy, Trương Chí Lâm không ít lần dính tin đồn tình ái với bạn diễn bởi vẻ ngoài điển trai, lãng tử của anh. Trong đó, tin đồn phim giả tình thật giữa Trương Chí Lâm và Sa Thi Mạn khi họ hợp tác trong phim Đường Về Hạnh Phúc từng tiêu giấy mực của truyền thông. Khi đó, truyền thông Hồng Kông còn đăng tải thông tin, Viên Vĩnh Nghi thường xuyên đến phim trường thăm Trương Chí Lâm để giám sát chồng và từng to tiếng với tình địch. Sau vụ việc, Trương Chí Lâm luôn duy trì khoảng cách với đồng nghiệp nữ và minh bạch với vợ mọi mối quan hệ, kế hoạch làm việc. Vượt qua sóng gió, Trương Chí Lâm và Viên Vĩnh Nghi đã ở bên nhau hơn 25 năm và luôn xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Nói về mối quan hệ vợ chồng, Viên Vĩnh Nghi từng thẳng thắn thừa nhận, chúng tôi giống như mọi cặp vợ chồng bình thường khác, cũng có tranh luận, to tiếng, cũng có giai đoạn bình yên hạnh phúc, nhưng cũng có lúc căng thẳng muốn giải thoát cho cả hai. Nhưng chúng tôi tin rằng, mọi cặp đôi đều trải qua những điều đó và học cách trưởng thành sau mỗi biến cố. Hiện tại, Viên Vĩnh Nghi tập trung chăm sóc gia đình, là hậu phương của ông xã và thỉnh thoảng xuất hiện bên anh trong các sự kiện. Trong khi Trương Chí Lâm vẫn tham gia đóng phim và ngày càng nổi tiếng, chuyện tình của họ vẫn luôn được xem là ngôn tình giữa đời thường của làng giải trí xứ Hương Cảng. Xin chào các bạn đang lắng nghe và xem kênh YouTube Xương Rồng Channel. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ chương trình mới nhất nhé.